Rồi, hello anh chị nhà mình. Chúc anh chị có một ngày mới tốt lành và thật là nhiều sức khỏe nha. Đấy, thì hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật cho anh chị nhà mình thêm một cái dòng xe nữa. Con này là Hyundai Accent đời 2023 số sàn bằng đủ anh chị nha. Chiếc này thì lúc trước em đã có quay rồi. Đấy, thì hôm nay sẽ tiếp tục quay lại cho anh chị nhà mình cùng xem chiếc này nữa nha. Đấy, giá lúc trước thì em đang để là 415, nhưng mà hôm nay sẽ bớt mạnh cho anh chị 5 triệu còn 410 bao rút hồ sơ cho anh chị nhà mình luôn. Đấy, con này thì còn cực kỳ là đẹp, nói chung là zin còn cập 100%. Đấy. À, chiếc này là Odo của nó thì mới chỉ chạy hơn 11.000 cây thôi anh chị nha. À, trước là đã chạy dịch vụ nhưng mà chạy rất là ít. Nói chung là buổi sáng ảnh đi làm ở công ty, nhưng mà buổi tối là định mua về chạy thêm, nhưng mà nói chung là oải anh chị. Nói chung là làm không nổi, cho nên là quyết định là sang lại luôn. Odo này mới chỉ có 11.516 km nha. À, em vô vẫn còn nghe được mùi xe mới anh chị. À, ghế nỉ là nguyên zin theo xe này, bọc là vẫn còn y nguyên nha. Nói chung là các tính năng trên xe đều còn hoạt động rất là bình thường. Đấy, nó không khác gì một con xe mới luôn. Anh chị mua con này thì nó tiết kiệm hơn khá là nhiều. Đấy, và anh chị nào mà kêu Odo này là tua thì cho anh chị nhà mình cùng xem nha. Full lịch sử hãng, cho anh chị nhà mình bao check thoải mái luôn. Đấy, các phím kích hợp ở trên vô lăng này. Đấy, vân sần cho vô lăng chị xem này, chị đã chưa? Đấy, còn y nguyên hết nha. Đó, anh chị mua chiếc này thì không khác gì mua con xe mới. Đó, keo chỉ là còn nguyên zin. Đó. Ốc ác là còn đầy đủ hết nha, không có đâm đụng ngập nước gì hết, cam kết với anh chị nhà mình đầy đủ hết. Anh chị nào mà đang kiếm xe về để đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ thì mình có thể tham khảo qua chiếc này của em, nó cũng rất là hợp lý anh chị. Đó, nói chung là đây là cũng là một cái dòng xe thuộc top bán chạy nhất ở trên thị trường Việt Nam. Anh chị xem này, cái hàng ghế sau rất là rộng rãi nha, cửa gió điều hòa là đầy đủ hết, trần cực kỳ là đẹp, nói chung là sạch sẽ, không có loang lỗ hay gì hết nha. Giá em đang để thì cũng khá là hợp lý luôn. Đấy, và chiếc này em sẽ có hỗ trợ cho góp cho anh chị. Anh chị mang đâu đấy là khoảng 150 cho đến 200 có thể lấy xe về được rồi. Và có hỗ trợ các gói như là 3 năm, 5 năm cho đến là 10 năm anh chị. Đó. Nói chung là gọi là phục vụ kỹ tới nơi tới chốn, nói chung là cận kinh. Đấy, anh chị xem cái cốp sau này rất chi là rộng rãi nha, rộng hơn con Vios khá là nhiều anh chị. Anh chị xem này. Cái lốp nha. Đặc biệt luôn, lốp sơ cua con này là chưa hạ luôn anh chị. Anh chị xem này, mấy cái chỉ này vẫn còn y nguyên hết nha. Đó. Nói chung là lốp này còn dày cui, chưa có hạ, chưa có đi một lần nào. Thì xem cái bọc cùng cụ vẫn còn y nguyên nha, chưa tháo bọc luôn là anh chị biết rồi. Nói chung là hiện tại thì về cái mà chạy dịch vụ ấy, thì nói chung là bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì có khá là nhiều anh chị chạy, nhưng mà mua một xe về mà chạy dịch vụ thêm thì nói chung là cũng là một cái rủi ro cũng khá là cao. Nhưng mà theo cái đánh giá của em á, nếu mà anh chị mà gọi là chạy được, có duyên á thì vẫn kiếm ăn được anh chị nhá. Con này cũng thấy cái chỗ cái đoạn này, đấy, chủ trước này đi không biết là bị cái gì cà vào á, đấy, xước. Lốp, bốn lốp con này là đều là đát 2023 và còn rất là sâu anh chị nhá. Cho anh chị xem này, đó, rất là sâu. Đát này, cho anh chị nhà mình cùng xem cái đát lốp nha. Đát 2023 anh chị nha. Đấy, bốn lốp đều bốn hết. Anh chị nào anh chị nào mà mua xe này về thì không cần phải lên gì thêm. Con này nó lên được cái đầy đủ hết rồi, camera lùi hành trình đầy đủ hết anh chị. Đó, đèn led thích hợp và rẻ trên gương này. Đó. Chạy đèn led luôn nha, rất là đẹp. Đó, Accent 2023 nói chung là cái form của nó là một cái form mới anh chị. Chạy led này, nó rất là đẹp nha, định vị ban ngày, đèn gầm sương mù đầy đủ hết. Đó, máy đang nổ luôn anh chị nha, rất là êm nha. Đó, máy đang nổ nha. Nói chung là con này thì không khác gì một con xe mới, cho nên là em cũng không cần phải review gọi là quá là chi tiết anh chị. Đó. Giờ quay cho anh chị nhà mình cùng xem cái phần máy của xe nha. Con này là máy 1.4 số sàn bằng đủ. Đó, anh chị, cho nên là về cái mức độ ăn xăng tiêu hao nhiên liệu của nó thì khá là ít, cho nên là mình cũng không cần phải lo lắng về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu. Nó chỉ rơi vào khoảng là từ 6 cho đến 8 lít là hết cỡ rồi anh chị. Đó, cho nhà mình xem nha. Máy đang nổ nha, cực kỳ là êm. Đó, sơn chấm 7 màu là còn y nguyên nha. Đó, anh chị xem này. Cực kỳ là đẹp luôn. Nắp dàn cò là còn y nguyên hết nha. Nói chung là hãng sao thì xe này thế, anh chị xem này. cái ốc bình là còn chưa mở là anh chị biết cỡ nào, cam kết là còn đầy đủ hết anh chị. Đó, anh chị nào mà
đang định mua một xe cũ mà giá loanh quanh là khoảng 400 một xíu, mình có thể tham khảo qua chiếc này của em nha. Đấy, thay vì mình mua những cái con xe cũ mà ô đô chạy cả chục ngàn, cả trăm ngàn mà cái giá cũng tầm này á, mình lấy chiếc này nó rất là hợp lý nha. Mình đỡ phải sợ thợ thầy này, cũng đỡ phải check test gì nhiều. Đó, con này thì không khác gì anh chị mua một cái xe mới luôn. Anh chị nào đang kiếm một cái dòng xe mà để mà đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ thì mình có thể tham khảo qua chiếc này của em nha. Rồi, cảm ơn anh chị nhà mình.